Tay nghề của cưng lúc này lên lắm rồi đó. Dạ, cảm ơn chị. Em cũng phải cố gắng học hỏi nhiều. À, chị thấy em làm vậy là được chưa? Được hay rồi. Là lần sau chị có muốn em làm mạnh tay hơn không? Không, như vậy là chị thấy thoải mái lắm rồi. Dạ, cảm ơn chị. Em làm cái nghề này có thích lắm không? Dạ. Chị hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ chị thừa biết làm cái nghề vừa nhẹ nhàng vừa có nhiều tiền, ai lại không thích, đúng không? Dạ, thật ra làm cho chị thì thấy nhẹ nhàng, chứ còn làm cho các anh thì họ thường hay than là đau lưng, đau vai, bắt em phải đấm thật mạnh. Em có một cái body rất là đẹp. Em có đi tập tành ở trung tâm VIP nào không vậy? Dạ, tụi em làm còn không đủ ăn nữa. Tiền đâu mà vô những trung tâm VIP tập hả chị? Dạo này á, chị thấy cái vòng bụng của chị á, nó hơi to. Chị mặc đồ không có tự tin. Ở trong vỏ chị có cái tiếp kem, hay là em massage cho chị đi. Nhưng mà massage vòng bụng này á, thì chắc phải làm thường xuyên, làm mỗi ngày. Chị đặt phòng ở khách sạn, có gì em đến đó làm cho chị mỗi ngày nha. Dạ. Dạ, cái chuyện này thì em yên tâm, chị không để cho em thiệt thòi đâu. Chị là chị thiệt tình, chị mới nói như vậy. Chứ cả khối đứa đứng chờ chị nói câu đó đó. Dạ em biết mà, chị là khách VIP của trung tâm em mà. Ghét không? Đã khéo tay lại còn khéo miệng nữa. Chị rất thích em rồi đó. Dạ. Đây, đây là cái số phone của chị. Em đến gọi điện cho chị, chị sẽ ra đón em. Đây là tiền bo hôm nay của em nè. Dạ, cảm ơn chị. Còn đây là tiền chị đặt cho ngày mai. Sao nhiều vậy chị? Em cứ cầm lấy, hết rồi á chị cho thêm. Cứ lấy mua sắm thoải mái nha. Chị nổi tiếng là chịu chi mà. Dạ. Nhớ nghe không? Dạ, cảm ơn chị. Nhớ đến đúng giờ đó. Chị chờ em, nhớ nghe. Alo. Em đi đến đâu rồi? Dạ, làm sao chị có số điện thoại của em ạ? Không có cái chuyện gì á mà chị muốn mà không được đâu nha. Chị cho em 2 phút nữa đó. Dạ, em tới liền. Chào chị. Em tới đúng giờ lắm đó. Tối nay chị sẽ thưởng. Vô đi em. Dạ. Làm gì mà em căng thẳng vậy? Hay là qua đây chị em mình uống tí rượu? Dạ. Dạ để em rót cho. Mời chị. Mời em. Chúc một đêm tốt lành. Cả ngày nay chị làm việc mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ bóp lưng cho chị nha. Dạ. Dạo này tay nghề em lên lắm đó. Em làm chị rất thích. Từ bây giờ chỉ mình em phục vụ cho chị mà thôi. Dạ, cảm ơn chị. Chân chị đau lắm, nhức mỏi hết à. Em bóp chân cho chị đi. Dạ.
Làm như vậy thì đâu có tác dụng. Phải lọn vô áo kìa. Dạ. Thế massage như vậy thì không có tác dụng. Lọn qua áo mới có tác dụng được.